hôm sau, 10 phút bắt đầu. Ở vòng này chúng ta sẽ hạ mượt đến một số điểm thấp nhất. Anh em lưu ý mai là chúng ta hạ thấp mang lưng nhé, rơi quá cao. Bởi vì em mà rơi cao mai quá thì hạ thấp cho mày. Em ơi, theo anh em chim lưu như thế này thì 10 phút sẽ được bao nhiêu mỏ? Mọi người comment cho mình kết quả xuống dưới nhé. Hai con chim này mình cực kỳ ấn tượng luôn. Đấy.
Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ với mình nhé. Mình sẽ thường xuyên đăng clip những con chim lưu ấn tượng như này để chúng ta sẽ cùng xem là ban giám khảo chấm có chuẩn hay không. Nút đăng ký ở ngay phía dưới bên tay phải màn hình anh em nhé, mọi người chỉ cần kích vào đấy là được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.